Ông chẳng đánh đánh được ai. Cái thời mà sơ thả Hy Lạp vào thế kỷ thứ 16 thì là lúc đó thì nước nào cũng hưng thịnh. Nhưng về sau đó ông vua đó, chính ông vua sơ thả Hy Lạp người rời đô xuống Viêng Chăn này thì trong một cái cuộc chiến hỗn loạn ở Atapu Japi con tu Việt Nam đấy, thì quân Miến Điện đã đánh vào thì có nhiều ông nó bị một tên tay tể tướng phản bội và bị giết chết và bị bất xác luôn. Ông này nên là vua năm 14 tuổi và đến năm 1571, lúc đó ông 42 tuổi thì bị chết.